Xin chào, chào tất, cả tất cả các em Các em ơi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi cái game là Raibo và à, Quái Vật đó. Đo các nhá Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game thôi Đây các em ơi game Đây là con quái vật ông mặt trời vật Màu vật ông xanh ông... luôn anh cho, anh cho ông mặt trời sang đây Còn đây là Chiến quái, đeo quái đeo vật, vật màu à, quái vật oran, oran màu tím, oran màu tím. và Hánh đây là sát game quái vật một mắt cấp 2 nhá. Ừ. Bên bạn có blue này, có chim này, có đầu lâu này, có đo này. Chiến đấu nha chà bà Ủa luôi ơi, bà lô ra Rồi, hít, con chim của mình hít hơi cái xỉu luôn thôi, con của mình bị ngất rồi. bên, ôi, oh, bên đồng, ôi, thì bạn đông, ôi, bạn, đau thế nhỉ? Không, nhưng mà mình vẫn có quái vật một mắt. Chà, bắn. Bán, bán thốn bán lắm. Bắn đi. Quái vật một mắt. Không bắn được thì ờ. phải. Sẽ có quái vật mắt cứ khỏe thế? À, có con, con, con mà chơi bạn khỏe thế. Bên bạn không có quái vật mắt bắn đâu ấy nhỉ? Ô, ừ, sao thế nhở? Quái vật một mắt mình phải bắn thật đau chứ nhỉ? Quái vật một mắt của chúng ta mà lại bị thua như thế hả? Ừ. Ờ, vì thế thì chúng ta lại phải nâng cấp em nhé. Thế thì chúng ta sẽ, chúng ta sẽ mua. Lên lên cấp. Đầu tiên là sẽ mua lâu. đầu lâu, lâu. Sau đó lên cấp cái hộp cấp 1 ừ, Xong lên đo, xong lên đo con cấp vệt, xong, xong rồi lên con mắt một. lên con nhiều mắt luôn Rồi cứ lên thôi Ây, Lên, lên con ping. con ping luôn ừ. Ui dồi, bình kìa Đây Sao là bình, nào? bình, bình xong là bình là sao lên đầu lâu này à, ông Đấy. mặt ôi rồi anh lên để đầu cái biên đội ông mặt uh, ông cái đầu lâu này <laughs> lên biên đầu đi để chiến đấu hay hợp nhất đây chiến đấu gì mới nạn sợ luôn rồi để nhỉ à? thế này chiến đấu thử nha thế này thắng chắc luôn rồi nhờ. ôi nó để lấp lánh đẹp nhé Nào, thế chiến đấu thử nhá hay ừ. cha biệt Chà. đội đầu lâu cứ lên Chà, ơi, hãy nhìn bên tớ đây biệt bên tớ đội rất đầu nhiều lâu đầu lâu lên này bắn này bắn này đầu lâu bắn, bắn đau phết này. nhỉ ôi nhưng mà đấy. cảm thấy vẫn thua thua nhỉ sao cảm thấy nó vẫn cứ thua thua nhưng mà không vẫn thắng 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 rồi thắng rồi thắng rồi thắng Ủa đầu lâu bị tiêu diệt hết rồi à, A yeah. chà còn quái vật một mắt là chứng tỏ mình vẫn chiến thắng còn, dạ. còn mỗi <laughs> con đo lên bạn thì không đỡ được con quái vật một mắt cấp 2 của mình đâu Ôi. con quái vật ở một mắt cấp hai khỏe lắm anh ơi bên mà có con Ôi. green, green gờ màu vàng green màu vàng kìa green gờ màu xanh ừ. là cái con cấp thấp thôi kem ạ à. này bây giờ thành là green, green màu vàng rồi, rồi. Ừ. mình có lên chiến đấu thử không Ủa con này là con gì? À không, con này là thử nhá. chiến đấu thử với con Green màu vàng G Green. Green. Green Green kia Green, 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 Green màu vàng này Ta là Oran màu cam đây Ta là ông mặt à, sao trời đây, đây Tụt máu vậy Kìa nó à. có tụt nhưng mà tụt chậm quá nhờ Con Oran bị vả Ôi dồi Con Oran bị vả một phát xỉu luôn Oran đang rất nhiều ơi. Ôi Nó đang vả cái con một mắt cấp 2 của mình Cố lên chiến thắng được mà con một mắt đang bị tiêu diệt Ôi Nó còn mỗi một tí máu thôi Ôi Mấy cái con đầu lâu này bắn nó không mất máu Sao nó lại khỏe như thế được nó chỉ còn một xí ờ, mà đầu, đầu Đầu lâu bắn không hề xi nhê nhá ờ. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp đầu lâu tiếp đi Mấy con ừ. đầu lâu kém quá Đầu lâu kém quá, mình phải nâng cấp nó lên Đấy, còn đầu, lên đầu con lâu vịt cấp 1 Quá kém, kém à. luôn Nó quá là ping nè à. Đấy, đầu lâu rồi, bây giờ tháo cái đầu lâu nhá đầu lâu, đầu Lên đi. này, ui, Chán bây tăng, giờ mới ra cái hộp hả tăng, 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 tăng. Chà, ui, Ủa. bây giờ mới ra đò. Cái con đo cấp 2 nhất đo này. Trời ơi. Oh, bây giờ mới ra con vịt xanh thôi. Anh đi anh ơi không mà mình sẽ bị Bây giờ đây. mới ra con vịt màu xanh, chúng ta sẽ phải lên. Hình như là thêm một con vịt màu xanh nữa à? Em cũng không biết nữa. Phải không nhỉ? Hình nhờ? như là có phải Cái không? con này sao lên con vịt này đúng không? Là lên nào. Lên nà. sao nào. Lên nào. Chúa đâu? Lên à. nào. Lên nào. Cha đấy, à, ra rồi, ra rồi. À, à đâu? Anh đang nâng cấp bọn dưới này à? Ờ giờ, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp ông mặt trời nhá ông mặt trời đây là blue bây giờ đấy con oran màu cấp một cả có nhận cấp một cái cấp một của cái con oran màu tím đấy ơi. con gờ lên cấp, à, cấp cấp một, một. mình màu xanh cái này nó khá là yếu thế vậy. mà bên bạn chơi hẳn con này là con allen em ạ đây mình không nhớ mặt trời đây là blue nhá đây 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 là quái vật blue hợp nhất này hợp nhất này ừ, cho con nhẹ nè ôi ôi bây giờ mới ra con red màu tím. Màu oh, tím cấp 2 thôi. Red thường nó sẽ là ừ. màu đỏ nhưng con này nó tiến hóa thành Con này tím chơi đột, đụt đột... Ôi mua nhầm rồi. Ôi giời ơi. Trời rồi, ơi. ơi sao lại mua sao mấy? Sao mua ping? Mua ping làm gì thế này? Trời ừ. ơi đã mạnh rồi Thì hết còn chỗ mua rồi. Thế... Không cái này không sợ hết chỗ. À. Ừ. Cái này cứ lên là không bao giờ sợ hết chỗ. Ê, ừ. anh Nhật Minh này hơi tào lao. Ui, lên lấy luôn, lấy luôn. Ui, ui, rồi. Đó, Lên. Cái con Oran trông kinh khủng nhờ. Cái con Oran này khủng lồ luôn nhờ Quá kinh khủng. Ơ, lên yeah. rồi ra ông mặt trời rồi nhá lê ấy lên, lên Ôm, không lên hả thì... bây giờ thì mình sẽ hợp nhất ông mặt trời lại nhá mình sẽ hợp nhất ông mặt trời và hợp nhất quái vật một mắt đúng nào. rồi bây giờ họ một ông mặt trời hay cha ui ui da thì da green, ra green ra là ra green ra có ốc con đẹp nên là, con này tên là yellow thì... zero rốt zero rốt à Chứ không phải green bây giờ đâu. thì mình sẽ hợp nhất lại cái con một mắt cấp 2. Chà. U. Uh. Wow. Da con và quái và một vật một mắt nhiều... màu xanh. Ồ nó là nhiều mắt à, anh? Ờ nhiều mắt. Oh, no, Bây giờ nó mắt. thành màu xanh rồi. Bây giờ thì mình sẽ chiến đấu thử nha. Ừ. Anh sắp đấu xếp thử. đi. Chiến đấu ừ. thử. Này để Để đây. cho nó đánh nhau à? Rồi, chiến đấu nha. Đó. Hay cha bây giờ thì cố con lên, Green kia cái con Green kia hãy xem ta tiêu diệt người Ôi, đây con ta có sẽ... quái vật nhiều mắt ở bên sau đẹp nhờ ta sẽ thu phục người ta sẽ thu phục người ta thắng rồi ha 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 có con quái vật một mắt đẹp anh nhở Ồ con quái vật màu màu xanh đẹp hơn màu đen à, có màu đen xấu xí thật sự luôn Green màu đen à màu vàng cũng đẹp hơn bây giờ thì bên bạn đã có không có gì không, không có gì à đã không có, có gì ha thế thì chiến đâu? đấu luôn này thì không có gì này lày thì không có gì này này thì không có gì này 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 rồi vật cái vật gờ đen của mình khỏe Ui. quá kem à mình còn rất là đông ừ. em ơi mình khỏe quá kem ạ Thế thấy cái con này còn rất là nhiều màu à. trận này bên bạn là sao lại có mấy cái con Ủa? cấp thấp thế này nhỉ lại có cái con ừ. ếch hồng này cái cái hộp này và cái con uh, ai lần à Ủa, làm dồi, làm sao? cái con ai lần này thì đấm cho một cái là xỉu thôi mà Bác này thì con ai này Bên Còn kiểu, kiểu gì đây Cố lên cơ lên, đấm Cố lên, lên. Cố lên, có có lên, có lên. cố Tiêu diệt con Alan đi lên Ủa sao bên Cho... khỏe, ôi, sao em, con khỏe thế Ủa sao con Alan khỏe thế Wow Ôi ôi cái gì đây à, Hình như con Alan cấp cao hơn này Cái con Alan này là cái con Alan cấp thấp mình nhé À nó mặc cái áo Spiderman rồi Bây giờ nó mặc áo Spiderman rồi hả Phải không ta mình ờ, nhớ đúng là... rồi à thế à nó có cái wow. cái con đằng sau nữa cái thế có nghĩa là cái con ai này là cái con ai cấp 2 rồi bảo sao nó yếu thế, mà, mà nó đấm mơ hết cả cái con quá quái lạ, sao bên bạn là đội hình tào lao thế này ơi, mà chẳng thắng được nó lại Trời tiêu diệt ơi. hết cái con green cấp khủng khiếp của mình, sang rồi đến con red, rồi nó đấm cho cái con cái con quái vật nhiều mắt màu xanh của mình xỉu luôn, ui nó khỏe giờ số cân hết Ủa được rồi em luôn. hơi ngạc nhiên nhá, con này nó cân cân sao nó lại có thể cân hết tất cả đấy được thì chúng ta lại phải nâng cấp lên thôi, ừ, ừ. dám cân ui, hết chúng ta hả? cần hết oh yeah, này, cần hết oh yeah. này, cần hết rồi. Oh. Bây giờ mới ra oh yeah. con này. Bây giờ mới ra cái con này thôi, một con này nữa, một con này nữa. Em cứ tưởng nó lên con tím tím rét đi. Một con này nữa là đủ rồi đấy. Trời ơi, ăn lần khỏe thế, nó đeo cái gì đằng sau vậy? Sao nó cũng giống con khác con kia mà nhỉ? Hình như con kia là tai của nó là một tai đen, một tai xanh. Còn hình như bây giờ nó là tai xanh hết rồi. Nếu như mình không nhìn nhầm. Cả ba lô của nó là khác. Thì nó là tai xanh hết rồi đấy. Ờ ừ, ba lô của nó thì vẫn thế nhiên... nhưng màu khác thôi. À? màu à, con kia màu đen mà con này là màu xanh không ăn không, không. À, lần này màu này mà không con kia anh còn nó là màu đen yeah. nó là con black màu đen mà ừ. bây giờ nó màu xanh rồi thì sao là vậy sao nó khỏe thế sao nó lại khỏe thế nhỉ này 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 đây chờ ừ. rồi chúng ta đã có một con vịt à nhầm con, con này là con ếch màu xanh <laughs> chứ không phải con vịt nhá <laughs> con vịt nó chỉ khác à? ui súng của nó thì là vẫn ui, à, màu 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 vàng và màu đỏ à màu 2 xám cái súng xịn hơn con súng à, của con kia bên kia nhiều bây giờ thì mình sẽ nâng cấp lốt cái con island uh, Iceland lên Island cho đây uh, đâu island đâu đây thì lên mình nha, sẽ thêm một Iceland nha. anh bảo nó màu đen đấy thì chưa là màu đen cái kiểu à, ờ, ừ, có đen. cái ba lô của nó vẫn thế thôi ờ ừ, nó màu đen thật nó màu bây đen, giờ chuyển sang màu xanh luôn. của man nó mặc áo của Spiderman kìa man luôn cái gì đấy anh làm gì đấy cái gì đấy cái gì đấy muộn có một... cái gì đó Hợp nhất Hợp nhất Ôi Thiếu là... thiếu 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 Nó, nó đằng đây hả? À? Chưa chưa một tiếp, đủ thiếp, Một tiếp một tiếp một Chưa đủ đâu anh ạ Một tiếp nha Mình sẽ hợp nhất đây để mình chiến thắng đội bạn thôi Bên bạn dám chiến thắng đội mình là không được rồi Bên bạn sai rồi Con đây khỏe nhờ Bên bạn hơi à, sai nha khỏe thế Lên tiếp đi bạn ơi Không nó không cho lên nữa À thế à Ừ nó mà cho lên nữa là anh lên luôn rồi Nó chỉ lên đến con này thôi Ờ ừ, nó chỉ cho lên đến con này thôi Trời Hợp nhất này Hợp. Ê à, Ui anh mua thừa rồi. Trời cha, đây rồi ra con Lai Allen này. Bạn ấy tôi vẫn tên là Allen các em ạ Ờ à, vẫn là con Allen thôi đấy rồi Thế ừ. bên mày Nhưng mà là cấp cao hơn Thế là, là, là để mình... đây cho nó chiến đấu nó đi Đó đấy để đấy Ui, Để con nhện ra chỗ con khác ra chỗ nhìn khác là con tinh cho nó dễ Hơi khó nhìn Đấy đấy rồi nhìn được chưa Có khi con này khó nhìn cái to thế không biết Ừ cho ừ. con này Get ra đây Đấy Đó, đúng rồi. Hơi bị khó nhìn nha Chiến đấu nào Chiến đấu chà đấu này, Con đấu của chúng ta bắn súng đây Con Allen và con ếch này Ui Alan Bắn đi bắn đi Bây Con ếch của bên bạn ngã chồng queo rồi kìa Thôi <laughs> con đấy của mấy bạn yếu quá đấy Bây giờ yếu mới ta thấy rõ. chiến đấu mới thắng này lúc nãy thì uh. quá là càng bắn càng thì thua nhỉ? Island Siderman wow. Vô cùng khỏe luôn Bên bạn hai bên, ông mặt trời bạn cất Island đi rồi Bạn rất sao nhiều con còn nhiều không? mắt Ồ chúng ta sẽ chiến đấu nhá ừ. Thế này thì trong một lúc nhạc thôi Một lúc là một nhạc, hai nhạc, ba nhạc, Cố lên. bốn nhạc, năm nhạc, <laughs> sáu nhạc Bảy nhạc rồi Định ừ. chiến thắng Bên bạn một lốt nhạc nhưng mà phải thành bảy <laughs> lốt rồi các em ạ. Bảy <laughs> lốt mới thắng được. ôi con ếch là mtp hả? Ừ đúng rồi. Ui. Ơ. thích đối đầu hả? Ui. ui. Đối đầu ui. luôn. Bên bạn cũng có cũng con có con à, con ếch... Con xanh ếch nha, ếch xanh cấp 2. Súng... Chào, nhưng mà không có ai lần thì ui Cái con khủng uh, Oran khủng lồ màu ờ. tím ngã Sao một cái như ngã dạ thế này. Ờ. Ôi, trời ơi, ờ. bên mình bắn bên bạn ngã như ngả dạ luôn bên bạn gì... không có cái cửa gì nữa gì... À cái trận này mới là mới mới làm một đốt nhạc này nhỉ ờ, vinh quang à đây vinh quang. trận này bên bạn có con alan đấy cũng ghê gớm đấy nhưng mà bên mình có đông bên mình đâu lắm ai lần là có đông ai lần này ai lần ai lần này con vịt con vịt con vịt này. này thì, thì ai lần này thì ai lần này thì À, lần của mình á. Xỉu bé rồi. quá đây này. À đây vẫn còn à, này, lần của mình nó bé xíu xíu lên xíu, à. là không nhìn thấy nó đâu luôn. Đây vẫn còn sống nghe mà. Tưởng là nó bị xỉu rồi chứ. Gì đây trời trời trò à, gì đây? đây đây đây, thích gì? <laughs> thích đây đây, đây đây, thích gì? Chấp luôn nha. Chấp luôn rồi. Chiến đấu luôn lại. À, bắn, bắn cái con này đi, không bắn lại còn bắn con gì. Là mà gì mà một phát xỉu luôn thế? Thật đấy, Ôi, Red vừa bắn một cái ngất luôn rồi. Chưa chưa kịp làm gì với mấy bạn đã xỉu luôn rồi các em ạ. À. À. Wow. Ừ, cái gì đây, Bên bạn trên. ui anh không thấy à? Có 4 con Allen nó. Không không không. Không phải. Chỉ có một con Allen cấp cao thôi chứ tưởng là có 4 con Allen thì mình đâu thua em luôn. xem nào, em xem nào. À ừ, con này cấp ừ. cao thôi đúng không? Ba con cấp thấp đúng không? À, ba cái thấp tưởng là hết cấp cao hết hồn. thì không mà thua luôn. Mất hết hồn luôn đấy. Nào, này thì Allen cấp thấp. Ai lìn cấp thấp? Allen cấp thấp à, à, này. Bên bạn chơi hàng à. nhái rồi. À. <laughs> <laughs> Sao không mua nhiều nhiều vào nhỉ? Ừ. Làm bằng thật luôn đi. Bên bên bạn chơi hàng. nhưng mà đánh cũng lâu phết nhỉ? Ừ, cũng khỏe Hay thôi. là hàng thật đấy? Không hàng nhái. Hàng nhái hàng à? à? Ờ nhái thôi, ờ. cứ tưởng hàng thật các ờ. em ạ. Thầy đánh cũng lâu lâu, lâu nhỉ? Mang doa để dọa chúng mình Ôi cứ tưởng phải. là bốn con Alan thì mình thua chắc luôn. Ồ, <laughs> oh, không có gì hết các em ạ. À. Chúng ta sẽ chiến đấu lại. Cho 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 Coi như là chúng ta phát đảo rồi các em ơi. Cho cho con ếch kia, con ếch kia, con ếch bị tiêu diệt luôn. Các em ơi, như vậy là game Raibo và Do của chúng ta đã kết thúc rồi và chúng ta đã nâng cấp được con con cuối cùng trong cái game này rồi, đó ừ. chính là con Alan màu xanh này và cái con X xanh cầm hai khẩu súng vô cùng mạnh các em nhá. Các em xem video thì nhớ là cho anh và chị mốt like. Đăng ký kênh và một nút chia sẻ và bấm chuông bên dưới các em nhá. Còn bây giờ thì xin, xin chào, chào tất cả các em. Cả